tìm quái vật rắn trong thần thoại Hy Lạp. Hình tượng rắn không chỉ xuất hiện trong hầu hết các nền văn hóa mà còn mang nhiều ý nghĩa khác nhau, đôi khi đối lập nhau. Rắn biểu trưng cho cả hai giới tính, nam và nữ, là một vị thần sáng, biểu trưng cho vũ trụ, nhưng đôi khi lại là một thành viên hay vị thần bảo hộ của gia đình, là nguồn nước và cũng là lửa, là vị phúc thần và ác thần, điều tốt và cái xấu. Hình tượng rắn không chỉ xuất hiện trong hầu hết các nền văn hóa mà còn mang nhiều ý nghĩa khác nhau, đôi khi đối lập nhau. Trong thần thoại Hy Lạp, hình tượng rắn cũng được miêu tả với tư cách là các vị thần hoặc quái vật. Hydra. Quái vật Hydra có tên đầy đủ là Nernian Hydra. Huyền thoại xưa mô tả nó là một con mãng xà khổng lồ có nhiều đầu. Nữ thần Hera nuôi dưỡng Hydra để tiêu diệt người hùng Heracles, đứa con riêng của chồng bà là thần Zeus. Hydra là con của Typhon và Echina, hai quái vật khủng khiếp nhất trong thần thoại Hy Lạp. Typhon và Echina đều là con của nữ thần mẹ đất Gaia. Tương truyền, Hydra sống trong lòng một hồ nước ở Hy Lạp mà đáy hồ thông với địa ngục. Hydra có thể giết chết nạn nhân của mình chỉ bằng hơi thở hoặc ánh mắt. Nó cũng sở hữu loại nọc độc chết người. Quái vật Hydra xuất hiện trong chiến công thứ hai trong cả thầy 12 nhiệm vụ được giao của Heracles. Khó khăn ở chỗ, mỗi lần bị cắt một đầu, Hydra lại mọc ra thêm hai cái đầu mới. Heracles bèn nghĩ ra mưu kế. Mỗi lần chàng chặt một cái đầu của Hydra, người cháu trai Iulaus của chàng lại châm đuốc vào phần cổ vừa bị chặt. Cuối cùng, Hydra đã bị tiêu diệt, không còn sót cái đầu nào. Thương tiếc con quái vật mà mình nuôi dưỡng, nữ thần Hera bèn mang xác của Hydra lên trời. Đây là cách giải thích của người Hy Lạp xưa về nguồn gốc chòm sao Hydra, trường xà, chòm sao lớn nhất trên bầu trời. Một vệ tinh tự nhiên của sao Diêm Vương cũng được đặt tên là Hydra. Medusa. Medusa là một trong những hình ảnh thần thoại quen thuộc nhất trong thần thoại Hy Lạp. Hầu hết các mô tả đều cho rằng Medusa có dáng vẻ của một phụ nữ xinh đẹp, ngoại trừ mái tóc được tạo nên từ hàng nghìn con rắn sống. Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là người em út trong bộ ba chị em ác quỷ Gorgon. Khác với hai cô chỉ có mỗi Medusa là không bất tử, tức có thể bị chết, giống như người phàm trần. Những thần thoại về sau thì kể rằng, ban đầu Medusa là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài óng ả. Vì bất kính với Athena, nàng bị nữ thần biến mái tóc của mình thành rắn và khiến bất cứ sinh vật nào Medusa nhìn thấy bị hóa thành đá. Medusa còn xuất hiện trong truyền thuyết về người anh hùng Perseus khi chàng bị giao phải đi giết nữ quái vật này. Nữ thần Athena đã trao cho chàng một tấm khiên bảo vệ. Khi giao chiến với Medusa, Perseus chỉ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Medusa và nhờ đó cắt được đầu quái vật. Kể cả sau khi đã chết, cái đầu của Medusa vẫn còn ma thuật hóa đá. Người hùng Perseus đã dùng cái đầu của Medusa để trừng phạt những kẻ thù của chàng. Hình tượng đầu Medusa đã trở nên phổ biến trong mỹ thuật châu Âu, từ hội họa, điêu khắc cho đến kiến trúc. Ở ảnh trên, đầu của Medusa được gắn trên cổng cung điện hoàng gia tại Turin, Ý. Medusa cũng được đưa vào những bộ phim dựa trên chất liệu thần thoại Hy Lạp. Trong phim Percy Jackson và Kẻ Cắp Tia Chớp, nữ diễn viên Uma Thurman đã hóa thân thành ác quỷ Medusa. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.